những ngày tranh tài vẫn ở phía trước và chừng nào đội tuyển Maroc còn góp mặt, các cổ động viên của họ vẫn sẵn sàng để biến bất cứ nơi đâu thành sân khấu của riêng mình. Phải tới ngày 25 tháng 11, đội tuyển Brazil mới có trận đấu mở màn tại World Cup 2022 với đội tuyển Serbia. Thế nhưng ngay từ thời điểm hiện khi đến Rio de Janeiro vào những ngày này, các du khách có thể sẽ lầm tưởng rằng họ đang tham dự một lễ hội Carnival với chủ đề World Cup. Khắp mọi nẻo đường đều được trang trí bằng những bức họa đầy màu sắc cùng những lá cờ của các quốc gia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ấn tượng nhất có lẽ là bức tường với hình ảnh huyền thoại Pele nhảy múa cùng Vinicius Junior, đại diện cho hai thế hệ của bóng đá Brazil. Không chỉ có người lớn mà cả những em nhỏ cũng tham gia vào công việc trang trí đường phố với một sự hào hứng rất lớn. Em không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa. Em thực sự hạnh phúc khi được trang trí đường phố trong dịp World Cup. World Cup 2022 bây giờ mới chỉ bắt đầu, và trong những ngày tới, sắc màu World Cup tại Rio de Janeiro hứa hẹn sẽ còn rực rỡ hơn. Bang nước chủ nhà Qatar đã gửi đến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới một lời chào hết sức ấn tượng thông qua buổi lễ khai mạc FIFA World Cup 2022. Và cũng chính từ đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi những trận đấu vô cùng hấp dẫn của các đội tuyển quốc gia cũng như là sự tỏa sáng của những ngôi sao trên sân cỏ World Cup.